Mọi người ơi, xem nè, thằng cháu mình giỏi không? Thằng cháu mình cái này nó tự học đấy, nó không cần phải đi học trường, học lớp gì hết đấy. Nó tự học trên mạng về, nó tự làm đấy, hay ở nhà điêu khắc đấy. Làm một nhà điêu khắc đây nè, cái lục này, phúc lục thọ đây, làm chưa hoàn thành đâu nhá. Khi nào hoàn thành mình sẽ quay cho mọi người xem nè, đẹp lắm luôn. Ôi, trời ơi, thông minh không? Thông minh không? Tự làm đấy. Tự học tự làm đấy, không phải học trường lớp gì đấy, tự nghĩ ra tự làm đấy, học trên mạng làm đấy. Giỏi chưa? Mọi người thấy giỏi chưa? Đẹp chưa nào? Bây giờ chưa làm được hoàn thành nhá, làm được hoàn thành hết là ghi là phúc lục thọ thế này nhá. Đấy, sau này có ai cần mua thì cứ đây này, quay vô coi nhá. Đây này, thấy này, lục này, thấy chưa? Giỏi chưa? Trời ơi, làm nhà điêu khắc luôn ấy. Không cần học mà cũng sau này cũng làm được nhà điêu khắc luôn đấy. Giỏi thật. Thằng cháu mình giỏi thật đấy. Thằng cháu mình làm nha mọi người nha, xem nha. Đây này, đẹp lắm luôn nha. Để sau này á, sau này nó làm ra nhiều, xong rồi ai muốn mua thì liên hệ nha. Ok, bye bye. Ai thấy hay, thấy đẹp thì chia sẻ, like và chia sẻ với đăng ký kênh để xem nha. Sau này mình sẽ quay thật nhiều. Cháu mình làm ra nhiều, mình sẽ quay thật nhiều cho mọi người xem nha.